Hello cả nhà. Sáng nay mình có cho hai thanh niên nhà mình ra bờ ao để câu cá các bạn nha. Đây là hình ảnh hai thanh niên nhà mình đang câu cá một cách rất là nghiêm túc. Cái ao này là cái ao ngay trước cửa nhà ông bà nội, tức là bố chồng mẹ chồng của mình ấy các bạn. Cái ao khá là rộng khoảng tầm 1.000 mét và nó được thả cá rô phi với lại cá chê các bạn ạ. Mình thấy là mẹ chồng mình bảo là thả cá chê với cá rô phi. Bây giờ hai thanh niên đang ngồi đây nhưng mà cá chưa cắn câu được tí nào các bạn ạ. Nước thì rất là xanh. Bên bốn bề xung quanh thì trồng tre các bạn ạ. Trồng tre, trồng trúc. Thế còn ở giữa ao thì có thả một ít hoa sen. Hoa sen nhưng mà mùa này thì đã hết mùa hoa rồi và bây giờ nó đang tạo đài sen đấy các bạn. Hoa đã tàn và bắt đầu tạo đài sen rồi. Màu xanh cũng bớt đi rồi. Hoa thì hết rồi. Chỉ còn lác đác một vài bông thôi các bạn ạ. Thế nhưng mà ngày trước ấy, khi mà cách đây khoảng 1-2 tháng ấy, lúc chính vụ sen ấy thì mình có về đây cái cảnh rất là đẹp các bạn ạ. Hoa nở có nghĩa là hồng rực luôn cả cái ao này cơ. Nhưng vì bây giờ đến cuối vụ người ta đã thu hoạch nhiều rồi ấy các bạn, cho nên là hết cái phần hoa rồi. Bây giờ người ta chỉ để lại một ít để lấy đài sen đấy các bạn, chứ còn hoa là bán hết rồi ấy các bạn nha. Trước người ta trồng sen ở đây để người ta bán đấy, nhưng mà bán hết rồi, bây giờ chỉ còn đài sen thôi ấy. Thì đang tạo đài sen với lấy củ sen để ăn đấy các bạn, để ăn đấy. Đấy, rất là đẹp các bạn nha. Các bạn nhìn thấy xem. Đấy, đáng yêu không? Một cảnh khoảng cảnh rất là yên bình ở vùng thôn quê các bạn ạ. Đây là vùng thôn quê thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ấy các bạn. Đấy, người Bắc Ninh thì rất trọng chữ tình ấy. Đấy, mình một năm mình cũng về thăm quê nhà chồng được vài lần. Đấy, đây là cái ngôi nhà mà bố mẹ chồng mình cũng đã nói rằng là sẽ tặng cho vợ chồng mình đấy các bạn nha. Cho nên là mình hay về lắm, mình hay về để mình ngắm nghía rồi mình tôn tạo cho nó đẹp hơn ấy. Nhưng mà thật sự là các bạn cũng không có thời gian. Còn đây là dàn mướp nhà mình đấy các bạn. Đấy, dàn mướp nhà mẹ chồng mình trồng ấy. Ở quê người ta trồng một cách rất là đơn giản thôi, chứ người ta không có chăm chút đâu. Người ta không như người thành phố là người ta chọn vật liệu nọ, vật liệu kia, rồi chọn tre, chọn trúc nó đẹp để người ta làm những cái dàn đẹp không. Ở quê nhà mình người ta không làm như thế đâu. Người ta làm tình toàn lắm. Đấy, như cái cây này mẹ chồng mình cứ gác vài cây lên buộc nó vào. Thế là cây mướp nó leo thôi. Thế mà cũng sai quả lắm. À đây, để mình vào mình khoe với các bạn cái cây bưởi giá trị của nhà mình nhá. Cây bưởi trăm quả luôn. Cây bưởi sai chữ một xe một cách kinh khủng luôn đấy các bạn. Đấy, mình về mình rất là thích cái cây bưởi này các bạn ạ. Trời ơi, nó mới sai mê ly luôn. Nó sai chữ, sai chịt luôn ấy. Nhìn rất là đáng ghét. Ôi trời ơi, nó sai quả từ vắn lên từ gốc đến ngọn luôn các bạn ạ. Đấy, cái đợt bão vừa rồi ấy, nó cũng rơi rụng mất khoảng độ hơn chục quả rồi. Hôm nay mình cũng vừa vặt 4 quả để ăn ấy. Cái loại bưởi này là loại bưởi chua các bạn ạ. Bưởi rôn rốt chua chứ không phải là loại cái loại bưởi ngon đâu. Thế đây này các bạn nhìn xem này. Nhưng mà cây rất là sai luôn. Cây bưởi này trồng được khoảng chục năm rồi, hơn chục năm rồi ấy các bạn. Đấy, nhưng mà sai lắm. Mỗi lần mình về mình đều thấy mùa hoa bưởi thì nó trắng, nó nở trắng thơm ngát ngạt luôn ấy. Thơm ngát luôn ấy. Thế còn cái mùa này là mùa quả, đậu quả thì sai một cách khủng khiếp. Đấy các bạn xem. Các bạn xem nhìn xem những cái chùm bưởi có đáng mê yêu không? Mỗi một quả bưởi này nó nặng khoảng tầm 1,5 cân đấy các bạn nha. Quả rất là to chứ không phải loại quả nhỏ đâu. Các bạn mình cứ quay này nhìn lên chùm này các bạn nghĩ là quả nhỏ thôi. Thực ra quả nó rất là to ấy. Mỗi một quả ấy, mình bóc ra nó phải tầm 1,5 cân, 2 cân ấy. 1,5 cân, 1,8 cân ấy các bạn ạ. Sai lắm ấy mà quả to kinh khủng luôn ấy. Đấy, quả này nếu mà vào Tết ấy là bán là khối tiền đấy các bạn nha. Đấy các bạn xem. Đấy, dưới tán bưởi đây, ngồi dưới đây mà ngắm cái cây bưởi này thì không cần ăn cơm luôn. Mình mê mẩn với những cái cây trái trong vườn nhà mình các bạn ạ. Đấy, với một người mà rất là thích trồng trọt với chăn nuôi như thế này thì những cái cây bưởi này như thế này rất là giá trị. Nếu mà mình có thể bê được về Hạ Long ấy thì mình thề mình bê luôn ấy. Nhưng mà cây này to quá, mình không thể nào mà mình làm mình bê được về, cho nên mình phải chịu thôi các bạn ạ. Đấy, nhìn rất là đáng ghét luôn cái cây bưởi. Nhìn ghét dã man.
Đấy, mỗi một lần về là mình nhìn ngắm thích nhất là mùa Tết ấy, nó chín đỏ luôn ấy. Cả một cái cây bưởi nó chín đỏ luôn. Đỏ rực luôn các bạn ạ. Thế mới kinh chứ. Nhưng mà năm nay thì bưởi này to như thế này, sớm như thế này rồi thì đến thì sẽ không giữ được đến Tết đâu. Cho nên là mình chắc chắn là sẽ phải ăn nó một cách tăng tốc rồi. Đây là những cái cây mít, những cái quả mít mà mình bị nhà mình bị rụng sau cái cơn bão vừa rồi ấy các bạn. Quả mít Thái đấy, quả mít Thái này bị rụng xuống rồi, mình mẹ mình còn chặt xuống đây để đã ăn dần đấy các bạn nha. Đấy, hôm nay mình cũng ăn thử rồi. Thực ra thì nó không được già quả lắm nhưng mà cũng ăn tạm vậy thôi. Đấy các bạn xem. Cây bưởi sai sai từ trên cao sai xuống thấp các bạn ạ. Những cái cành thấp càng cành thấp thì quả càng sai luôn. Đấy. Càng cành thấp thì quả càng sai luôn đấy. Những cái chùm chùm này, cái chùm 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 như này các bạn nha. Nhiều một cách khủng khiếp đấy các bạn ạ. Các bạn xem kênh thì hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nha, để mình có thêm thật là nhiều những cái động lực ra thêm các clip mới nha, để chia sẻ cùng với tất cả các bạn nha. Đấy, cây bưởi này là cây bưởi mà phải đến hơn 10 năm tuổi rồi. Đấy, lúc mình lấy chồng ấy thì mình đã thấy là hình như là cái cây bưởi này đã có rồi ấy, các bạn ạ. Đấy, cây bưởi lúc đó nó còn nhỏ. À, thế thì cây bưởi này phải hơn 15, 15 năm, 16 năm rồi ấy, bởi vì mình cưới chồng cũng đã được 20 năm rồi cơ mà. 19 năm rồi thì cây bưởi này cũng phải tầm tuổi như thế đấy, mình đoán là cũng phải tầm tuổi như thế rồi các bạn ạ. Đấy, nhìn rất là sai luôn. Đấy, từ dưới lên cao, từ thấp lên cao, bắt đầu từ cách mặt đất khoảng hơn 1 mét là bắt đầu cái cây bưởi này đã có quả rồi. Nó chĩu xuống luôn. Mình nhiều lúc mình cứ sợ nó gãy cả cành ấy các bạn ạ. Một quả của nó là tầm hơn 1 cân mà mỗi một chùm của nó hàng bao nhiêu quả như thế này. Đếm sơ sơ phải hơn 100 quả các bạn ạ. Các bạn xem clip thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh giúp mình nha các bạn. Mình chúc các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nha.